Ok, chào mọi người, đây trên tay mình là Beats Solo Pro. Ok, bây giờ là sẽ tháo nó ra. Nhưng mà trước khi tháo nó ra là unbox với lại nghe thử thì phải coi nó có cái gì cái đã. Thật ra là mình làm cái con này, mình làm tin về cái con này lâu rồi. Nhưng mà cái vấn đề là nhiều quá nên không nhớ được. Đầu tiên là anh em có thể thấy là đây là con Solo Pro màu đỏ. Màu của nó là màu More Matte yeah, của Pharrell Williams. Đây là lần đầu tiên trong cái dòng Solo của Beats nó có cái chức năng chống ồn. Và cái con này nó có thêm một cái chức năng nữa, đó là cái cổng sạc của nó ở đây là cổng sạc USB Type-C. Và cái có thêm cả Fast Fuel, có nghĩa là sạc nhanh 10 phút sạc là nghe được 3 tiếng đồng hồ. Và có cái chức năng transparency, có nghĩa là nghe âm thanh từ môi trường bên ngoài, nghe giống không? Có nghĩa là tất cả những cái chức năng mà cái con AirPods Pro nó có thì bây giờ con Solo Pro nó cũng có. Nhưng mà mình không biết là khi mà nhìn ngoài đời thật thì nó sẽ như thế nào, thì ngay lúc này đây mình sẽ mở ra cho anh em coi. Rồi lát nữa tôi nghe thử luôn trên này luôn, rồi tôi sẽ nói cho anh nghe biết là tôi sẽ nói cho anh em biết là cái tiếng của nó như thế nào. Okay, thật ra là tôi cũng không phải là fan của Beats cho lắm, nhưng mà công nhận là nó đẹp, thế nên là vất cho thì cứ xài thôi. Đâu rồi ta? Đây. Ok. Đây là cái hộp của con. Nó hơi thất vọng. Đáng lẽ cái hộp này phải là hộp cứng, nhưng mà nó chỉ là một cái hộp vải thôi và nó khá là mềm. Mình cứ muốn nó phải là hộp cứng cơ, nhìn nó mới đã mắt được. À, mở là phải mở tung ra vậy, tôi mở he he thì thành ra là nó hơi khó chịu. Đây là cái dây sạc Lightning. Ủa? Sao dây này vẫn là dây Lightning mà? One eternity later. À, tôi nói lộn, nãy tôi nói lộn, cái con này thì nó vẫn xài dây Lightning nha, nó không có xài dây USB-C nha. Hôm qua nghe thằng nghe đứa nào nói là USB-C á, thế nên là nó ám ảnh, nó nằm ở trong đầu này. Mặc dù là nãy nhìn trên hộp là đã thấy chữ Lightning rồi. 3000 years later. Thì đây là cái phụ kiện của nó, đây là cái dây Lightning đi kèm, có một cái móc với lại một cái sổ bảo hành hay là sổ hướng dẫn sử dụng gì đó. Kệ cha nó, mình sẽ vất nó qua một bên. Wow, design một cái túi rất là sida như thế này thì bên trong nó là một con tai nghe đẹp như thế này đó. Đó, anh em thấy không, cái màu này nhìn nó rất là sang, nó không có bị cái kiểu nhựa bóng bóng giống như mấy con Beats hồi đầu. Với lại cái khớp, mình không biết là cái con Solo này, Solo Pro này, cái khớp của nó đã làm chắc chắn chưa. Để mình bẻ thử coi. Ít ra là nó khá là chắc chắn và nó không có bị cái kiểu mà nó sọc sạch lẹt xoẹt giống như là cái con Bose NC700 á. Mình ghét cái kiểu tai nghe mà nó cái build quality của nó quá tệ giống như là con Bose NC700. Tại vì khi mà lắc nó như thế này nè, là nguyên cả cái tai nghe, nguyên cả cái cấu trúc tai nghe nó sẽ kêu rớp, nó kêu răng rắc luôn. Mình rất ghét cái chuyện đó. Nhưng mà con Solo Pro này không hề bị cái chuyện đó. Cầm rất là chắc tay. Các khớp của nó, anh em có thể thấy là mình bẻ qua, bẻ vô, bẻ qua, bẻ lại. Ok, khá ngon. Rồi, bây giờ là mình sẽ coi. Đây là cái Beats, đây là cái logo của Beats. Ở đây nó có cái nút bấm, mình không biết cái nút bấm này là gì, chưa kịp đọc manual, thế nên là chưa biết là cái nút bấm ngay chữ B này có nghĩa là sao. Nhưng mà nó chỉ có available. Cái nút bấm này chỉ bấm được khi ở bên tay phải thôi, bên tay trái thì nó cũng có cái logo, nhưng mà mình sẽ không bấm được ha. Cái phần đệm này, khi mà mình đeo vào. Wow, the fuck, tao có đang mở chống ồn không vậy? Không biết là có đang mở chống ồn không nữa. Nói gì thử coi Quang. Hello, chào anh Nhật. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Chắc anh nghĩ là nó đang không chống ồn đâu, nhưng mà em nói với anh á thì Quang nói với mình á thì mình có thể nghe Quang được, nhưng mà cái âm thanh ở ngoài xe cộ từ bên ngoài kia thì là mình không nghe được. Có nghĩa là cái earpad này,
cái pad chụp tai này của con Solo Pro nó làm rất là tốt. Nó đeo khá êm, cực kỳ thoải mái. Và bản thân nó đã cách âm tiếng ồn khá là ngon rồi. À, bình thường á, khi mà đối với những cái tai nghe chống ồn á, khi mà mình búng tai như thế này nè, nó là cái âm cao và cái tần số của nó là tần số uneven, có nghĩa là nó không có lúc nào nó cũng phẳng, thế nên là những cái tai nghe chống ồn thì thường là nó sẽ không triệt được cái tần số cao này. Nhưng mà con này vì một lý do nào đó, vì một cái cách nào đó, mình chỉ nghe được cái tiếng hơi từ cái tai mình búng ra thôi, mình không nghe tới cái tiếng chát chát và tách tách nữa. Ok. Wow, tuyệt vời, ngon quá. Ủa khoan. Ừ đúng rồi, cổng này là cổng USB. Đây là cổng Lightning nè. Nãy mình nói lộn, mình sorry mọi người. Cổng Lightning chứ không phải cổng USB-C nha. Rồi, chúng ta có cái gì nữa ta? Chúng ta có một cái nút ở đây. Cái nút ở đây để làm gì đây? Không biết luôn. Để lát nữa đọc manual cái con này. Con này có vẻ bí hiểm quá, nó không phải giống như mấy con, nó không phải giống như con AirPods Pro hay con Powerbeat mở ra một cái là có thể be được liền. Cái con này nó có vẻ hơi bí hiểm đối với mình. Ok, mình mới vừa nhận được cái con này thôi, thì bây giờ mình sẽ ngồi mình nghe một chút xíu ha. Several song-filled hours later. Hồi nãy nó hết pin. Mới mở ra là nó hết pin. Có nghĩa là nếu như mà hồi nãy mình đeo, lúc đầu mình nói với anh em á là mình đeo vô, mình cảm thấy là khi mà nó hết pin thì cái độ cách âm của nó khá là tốt rồi, thì lúc mà mình sạc pin lên, cái việc pair của nó khá là dễ, đơn giản giống như là anh em pair với lại AirPods Pro, lại AirPods 2 gì đó. Mở gặp nó nè, bình thường là nó như thế này, thì mở ra một cái là nó sẽ tự động nó kết nối với lại trên cái điện thoại của mình thôi. Đó, đó, xong rồi. Thì khi mà cái nút ở bên này là cái nút mod nè, cái nút bên này là để mình có thể chỉnh được bật tắt cái chức năng chống ồn hoặc là cái chức năng transparency. Ví dụ như mình đeo lên như thế này thì mình sẽ tắt cái, khi mà mình bật cái chức năng chống ồn của nó lên, thì cái đầu tiên mà mình cảm nhận được nó là nó chống ồn khá tốt. Trong những cái bài sau mình sẽ đánh giá chi tiết hơn về cái chuyện chống ồn của nó so với lại những cái con tai nghe chống ồn hiện có trên thị trường. Ví dụ giống như là WC352, NC700 hoặc là WH1000XM3, ABC các kiểu, để cho anh em có thể có được một cái nhìn tổng quát hơn về cái con Solo Pro này. Nhưng mà anyway, về cảm nhận của mình khi mà mình đang ngồi ở trong phòng này và mình đang nghe ngoài đường, mặt tiền đường Đinh Bộ Lĩnh ở ngoài kia, thì mình đang cảm thấy là chắc là khả năng cao là con này là một con chống ồn khá tốt đây. Rồi, ok, về chất âm, nãy giờ mình nghe cái gì? Mình nghe cái bản này nè. Mình nghe Instant Crush của Daft Punk, một cái bản mà mình rất thích. Bản này là một với lại bản Motherboard và bản Fragment of Time. Fragment of Time là một trong những cái bản mà mình rất thích của Daft Punk luôn. Thì mình cảm thấy là cái thời mà cái con Solo 3, con Solo 3 Wireless hay là con Solo HD á, nó đã qua lâu lắm rồi. Nghĩa là hồi xưa những cái con tai nghe Beats thuộc cái dòng Solo thì bị một cái gì? Thứ nhất là build quality giỡm, thứ hai là bass rất nhiều. Bass nó quýnh, trời ơi, nghe mệt đầu luôn. Nghe mà mình nghe chắc chừng khoảng cỡ 2 phút, đúng 2 phút đồng hồ chưa tới nữa là mình giục cái tai nghe đi, mình không thể nghe được. Cơ bản là nếu như mà cái thời gian đó những cái tai nghe Beats nó sản xuất ra và nó được marketing, nó được làm đẹp và nó được đánh tới cái giới, thứ nhất là những đứa trẻ, thứ hai là những cái bạn mà thích fashionable với lại thích cái thương hiệu thì các bạn mua. Nhưng mà đối với cái con Solo Pro này, mọi chuyện thay đổi rồi. Con này nghe tiếng chi tiết, nhanh, khỏe. Cái độ trep, cái tiếng trep trong cái bài Fragments of Time nó có cái tiếng snare mà nó đánh năng lượng rất là cao, mình nghe mình thấy khá đã, nó không có chói, nó không gắt, nhưng mà
có nghĩa là nó rất là present, nó rất là hiện hữu, nó ngay trước mặt mình như nè, mình nghe mình nắm thấy là cái độ hữu cơ của nó, mình nghe giống như là mình chạm được nó vậy đó, nó hiện khá là rõ. Đương nhiên là nó sẽ không giống như là cái kiểu tiếng trap mà đẹp với lại có cái độ decay nhanh gọn mà mịn màng giống như là những con tai nghe lớn khác, ví dụ giống như là con Sennheiser Momentum Wireless đi, thì nó không thể so được, âm trường nó cũng không thể so được. Nhưng cái hay của nó là so với những cái con beat khác, solo khác, thì đây là một trong những cái cải tiến rất là tốt. Và cái thứ hai nữa, cái tiếng của con này không hề dở một chút nào hết, không hề dở một chút xíu nào nha. Nếu như mà các bạn nghe giống như Daft Punk giống như mình, hoặc là nghe electro, hoặc là nghe EDM, hoặc là nghe pop, hoặc là V-pop, nhất là nghe nhạc của Sếp Tùng, hoặc là nhạc của Văn Mai Hương, ABC các kiểu, miễn sao là nhạc mới bây giờ, thì mình cảm thấy là cái con Solo Pro này nó có thể làm được hết tất cả những cái chuyện đó. Và với cái việc mà nó sạc chỉ có 10 phút mà nó nghe được tới 3 tiếng đồng hồ, thì mình cảm thấy là tuyệt vời, không còn gì để bàn cãi đối với cái con Solo Pro này nữa. Build quality tốt, màu rất đẹp, chống ồn mình dự đoán là khá tốt. Cái thứ hai nữa là, và cái cuối cùng nữa, đó là một cái chất âm khá ngon. Thế nên là mình thấy ok, I love this one. Rồi, vậy thì kết nhẹ nhẹ lại cho cái buổi hôm nay, đó là đẹp, bền, cứng cáp, nghe tốt. Cái khả năng chống ồn hơi bị ấn tượng, thì để mà mình có cái đánh giá sâu sắc hơn, mình sẽ xài nó trong một khoảng, thời gian. Sau đó mình sẽ viết bài đánh giá chi tiết cho mọi người. Ok, mọi người nhớ like và subscribe cho Audio Tinh Tế nha.